Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay. Thì trong cái video này thì chúng ta sẽ cập nhật cái tình hình Bitcoin hiện tại. Thì trong thời gian vừa rồi thì Bitcoin có cái biên độ dao động rất là nhỏ và rất là khó để chúng ta có thể trade được Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Vậy thì trong thời điểm này thì chúng ta nên làm gì với chart đồ thị của Bitcoin, và liệu chúng ta có nên trade altcoin hay không khi mà altcoin hiện tại đang có rất là nhiều sóng tốt để chúng ta có thể trade được. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái vấn đề này ở trong cái video ngày hôm nay, cũng như là mình sẽ review một vài cái lệnh mà nhóm của chúng ta đã đánh trong ngày hôm qua với những cái altcoin, thì các bạn có thể tham khảo. Trước khi đến với nội dung chính của video, thì với những bạn nào mà mới xem kênh YouTube của mình thì sau khi ấn nút đăng ký, các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh, thì khi nào mình có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được update và các bạn không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ngoài ra là các bạn hãy follow hai kênh Telegram mà mình để dưới phần liên hệ. Thì trên hai kênh Telegram này thì mình sẽ update cho các bạn những cái cập nhật vừa của liên quan đến chart đồ thị của Bitcoin, nó sẽ kịp thời và nó sẽ tức thời hơn. Còn nếu bạn nào mà đang muốn giao dịch margin thì các bạn có thể làm theo cái hướng dẫn mà mình để ở dưới cái phần mô tả của video, thì mình sẽ add các bạn vào trong cái nhóm này, mình sẽ support các bạn, sẽ có các admin support các bạn. Đây là một cái nhóm chuyên sâu về tín hiệu cũng như là về phân tích kỹ thuật, thì nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham khảo và tham gia vào cái nhóm này. Quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay, thì hiện tại cái thời điểm hiện tại là những cái ngày đầu tiên của tháng 7 và mốc giá của Bitcoin hiện tại đang là mức 9.000. Như vậy là chúng ta đã trải qua một cái tháng 6 phải nói là vô cùng nhàm chán, khi mà cái sóng của Bitcoin trong tháng 6 vừa rồi phải nói là rất là nhỏ, và gần như là cả một tháng Bitcoin chỉ có trong cái trạng thái sideways, khiến cho các trader gặp rất là nhiều ức chế khi mà trade ở cái thời điểm hiện tại. Và cái tháng 6 đã kết thúc, và chúng ta có thể review lại cái cây nến của tháng 6 vừa rồi, và qua đó chúng ta có thể dự đoán được những cái thời điểm, những cái xu hướng trong tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới. Thì có thể là trên mặt chart đồ thị trên màn hình thì mình đang mở cái chart M1 của chart đồ thị của Bitcoin trên sàn Bitfinex, và một cây nến tương đương với một tháng. Và các bạn có thể thấy là chúng ta đang nằm trên một cái đường kháng cự, mà cái đường kháng cự này mình đánh giá là đường kháng cự mạnh nhất của Bitcoin ở cái thời điểm hiện tại, đó là cái vùng 9.000 đô cho đến 9.500 đô. Tại sao nó lại mình lại nói là cái vùng mạnh nhất, thì có người thấy là nếu như chúng ta kẻ một cái đường trendline từ thời điểm cuối tháng 12 năm 2017 cho tới thời điểm hiện tại, thì các bạn thấy chúng ta có được một cái đường trendline, đây chính là một cái đường kháng cự. Và đường kháng cự này là đường kháng cự mà đã giữ cho cái chart đồ thị của Bitcoin dưới nó hơn 900 ngày. Có nghĩa là đã khoảng gần 3 năm chúng ta nằm dưới cái đường kháng cự này. Và đó là lý do tại sao đây là đường kháng cự mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của Bitcoin. Và chúng ta chắc chắn là sẽ không dễ dàng vượt qua cái đường kháng cự này, bởi vì ở trong quá khứ chúng ta đã có rất là nhiều lần tiệm cận vượt qua cái đường kháng cự này. Tuy nhiên khi mà đến tháng, nến tháng nó đóng lại, thì chúng ta chưa một lần nào trong vòng 900 ngày gần nhất chúng ta có thể đóng được cái nến tháng mà trên cái đường kháng cự này. Do đó đây chính là cái đường kháng cự rất là mạnh mà hiện tại chúng ta đang phải đối mặt, và chúng ta đang nằm ngay dưới cái đường kháng cự này. Tháng 6 vừa rồi thì có rất là nhiều cái kỳ vọng là Bitcoin có thể phá qua cái vùng 9.500 để lên lên tiếp cái vùng giá cao hơn. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái mốc giá cao nhất của Bitcoin đạt được trong tháng 6 là mốc là 10.300 đô. Tuy nhiên khi mà chúng ta đóng cây nến lại thì chúng ta lại vẫn đóng cây nến dưới cái đường kháng cự. Thì đây là một cái tín hiệu không tốt trên chart độ thị tháng của Bitcoin. Nó cho thấy là cái lực mua của Bitcoin ở thời điểm hiện tại chưa đủ mạnh để có thể phá Bitcoin ra khỏi cái downtrend nó đã diễn ra khoảng hơn 3 năm này. Đây sẽ là một cái điều rất là thử thách thực sự trên cái chart độ thị trên khung dài hạn của Bitcoin. Đó là lý do tại sao mà những cái video gần nhất, cách đây 1, 2, thậm chí là 3 tuần mình chia sẻ với các bạn, thì mình vẫn thiên về cái xu hướng là Bitcoin có nhiều khả năng là sẽ giảm điểm nhiều hơn, do là cái đường kháng cự này sẽ là cái đường kháng cự rất là cứng, và để mà chúng ta vượt qua được thì chúng ta sẽ cần có một cái lực đẩy vô cùng mạnh để chúng ta mới có thể vượt qua được. Thời điểm hiện tại có thể coi là tương đối là 50-50 cho cái chart đồ thị của Bitcoin. Những người nào mà tin tưởng Bitcoin tăng trưởng thì họ cũng vẫn sẽ có những cái quan điểm để mà có thể cho rằng là Bitcoin hoàn toàn có thể phá qua được cái đường trendline, cái đường downtrend này và có thể tăng lên tiếp. Tuy nhiên trên thực tế, trên chart đồ thị chúng ta nhìn thấy là chúng ta vẫn chưa có cây nến tháng nào đóng trên cái đường kháng cự này, và vì thế thì chúng ta chưa thể nói rằng là Bitcoin đã chuẩn bị quay đầu và sẽ có một cú tăng mạnh được, đúng không? Các bạn có thể thấy là kể cả tháng 6, đúng không? tháng 5,
tháng 5 chúng ta cũng có cái mốc giá lên tới khoảng 10.200 đô. Tuy nhiên cuối tháng 5 thì chúng ta đóng cái cây nến tháng 5 chúng ta vẫn đóng dưới đường kháng cự này, đúng không ạ? Và lần gần nhất chúng ta chạm trên cái đường kháng cự này là tháng 2 năm 2020, chúng ta cũng đã từng có cái mốc giá là khoảng 10.500 đô. Tuy nhiên khi mà đóng nến tháng 2 chúng ta vẫn nằm dưới, đúng không ạ? Điều tương tự xảy ra vào năm ngoái, năm 2019, khi mà chúng ta có cái mức giá lên tới 14.000 đô, đúng không ạ? Cái cú tăng trưởng rất là mạnh. Tuy nhiên khi mà đóng cái nến tháng 6 năm ngoái chúng ta vẫn đóng dưới cái đường kháng cự này. Điều đó chứng tỏ một điều rằng đây là đường kháng cự vô cùng lớn và chúng ta sẽ không dễ dàng để chúng ta có thể vượt qua được. Và chúng ta hiện tại đang nằm ngay dưới đường kháng cự này, và tháng 7 sắp tới mình nghĩ rằng trong tháng 7 này sẽ là một tháng có biến động mạnh đối với thị trường cryptocurrency. Bởi vì nếu như tháng 7 mà chúng ta có cây nến tháng đóng trên cái đường kháng cự này thì nó sẽ mở ra cho chúng ta những cái tháng 8 hoặc tháng 9 cái khả năng tăng trưởng rất là cao. Ngược lại nếu như tháng 7 chúng ta không vượt qua được thì rất có khả năng là chúng ta sẽ tiếp tục có những cái mốc giá sâu hơn. Vì các bạn có thể thấy là cái thời điểm hiện tại nó đang diễn ra tương đối giống với thời điểm tháng 6 và tháng 7 năm 2019, đúng không ạ? Tháng 6 2019 chúng ta cũng có cái mức giá rất là cao, tuy nhiên chúng ta vẫn đóng nến dưới cái đường downtrend này. Và đến tháng 7 cũng như vậy. Tháng 7 cũng đã có thời điểm mà chúng ta vươn lên tới hơn 13.000 đô, tuy nhiên khi mà đóng lên tháng 7 năm ngoái chúng ta vẫn đóng dưới đường downtrend này, và tương tự là đối với tháng 8. Đó thì đó là chúng ta có thể thấy là cái sức mạnh của cái đường kháng cự này là nó mạnh như thế nào và chúng ta không hề dễ dàng có thể vượt qua được. Rất có thể tháng 7 là chúng ta sẽ có những cái cây nến phá qua những cái mốc giá là 10.000 đô hoặc là thậm chí là 11.000 đô, nhưng mà chúng ta sẽ cần bình tĩnh xem là đến cuối tháng 7 chúng ta có cái cây nến tháng đóng trên được cái đường kháng cự này không. Nếu như tháng 7 chúng ta có cây nến tháng đóng trên đường kháng cự này thì cái khả năng tăng trưởng nó sẽ cao hơn thời điểm hiện tại. Còn thời điểm hiện tại có thể thấy là tháng 6 chúng ta đóng hoàn toàn dưới, đúng không ạ? Đến tháng 7 chúng ta mới mở những cây nến đầu tiên và chúng ta hiện tại vẫn chưa có những cái dấu hiệu nào là chúng ta sẽ phá qua được cái đường kháng cự này cả. Và mình cho rằng là tháng 7 này sẽ là cái tháng mà sẽ có những cái biến động mạnh trên chart cầu thị của Bitcoin. Sau khi mà tháng 6 Bitcoin sideways rất là nhiều thì tháng 7 này sẽ là tháng mà có khá là nhiều sóng để chúng ta trade, và mình cho dự đoán là như vậy. Các bạn hãy cẩn thận với cái sóng của tháng 7 này, nó sẽ có thể là tạo ra rất là nhiều bất ngờ cho chúng ta. Ok, đó là liên quan đến cái khung thời gian một tháng thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái điều như vậy. Đến khung thời gian ngắn hơn, đúng không ạ? Là khung D1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một số những thứ mà chúng ta sẽ cần phải review. Sau khi mà chúng ta có một cái đà tăng trưởng từ tháng 3, đúng không ạ, đến tầm khoảng tháng 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 6, đến đầu tháng 6 chúng ta có một khoảng thời gian tầm khoảng gần 3 tháng là chúng ta có một cái uptrend ngắn hạn là tăng từ vùng tầm 4.000 đô lên vùng tầm 10.000 đô. Đó là một cái khoảng uptrend trong ngắn hạn của Bitcoin. Tuy nhiên thì khoảng uptrend này chưa cho chúng ta bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy là trên chặng dài hạn chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng cả. Bởi vì lý do là chúng ta vẫn chưa có được cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, mà cái đỉnh cao nhất trong thời gian gần đây chúng ta xác định được nó vẫn chỉ là mức là 10.000 đô, 10.200 đô mà thôi. Nó cũng chỉ bằng cái thời điểm tháng 2 năm 2020, chúng ta vẫn chưa vượt qua được cái đỉnh này. Do đó thì chúng ta chỉ có thể coi như đây một cái đà tăng trưởng trong ngắn hạn mà thôi, nó chưa nói lên được một cái điều gì cả. Và quan trọng hơn là sau cái đà tăng trưởng này thì chúng ta xác định được một số những cái vùng hỗ trợ và kháng cự rất là quan trọng. Thứ nhất, cái vùng hỗ trợ mà các bạn sẽ cần phải quan tâm chính là vùng tầm khoảng 8.600 và 8.700 đô. Nếu như Bitcoin mà rơi xuống dưới vùng 8.600 và 8.700 đô thì cái uptrend của Bitcoin ở thời điểm hiện tại coi như là đã chấm hết, bởi vì chúng ta đã xuất hiện một cái đáy sau thấp hơn đáy trước, đúng không ạ? Ở thời điểm hiện tại thì sau một tháng sideways thì chúng ta vẫn chưa có một cái xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, theo lý thuyết thì thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang nằm trong một cái uptrend được tạo ra từ tháng 3. Tuy nhiên là hiện tại thì mức giá của chúng ta đã rất là tiệm cận đến cái vùng 8.600 và 8.700. Và vì thế thì cái vùng này, nếu như cái vùng này bị phá vỡ thì chúng ta sẽ khả năng cao là chúng ta sẽ vỡ mất cái uptrend của chúng ta đã tạo ra được từ tháng 3 cho tới thời điểm hiện tại, và chúng ta sẽ đi vào một cái xu hướng giảm mới. Và trên khung ngắn hạn thì đã bắt đầu xuất hiện một số những cái dấu hiệu không tích cực và có thể là các bạn sẽ cần phải lưu ý trong thời gian tới. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu xuất hiện cái vùng giá cao nhất ở gần thời điểm hiện tại là ngày 20 tháng 6, mà chúng ta xác nhận được cái vùng giá là tầm 10.200. Sau đó chúng ta tiếp tục có một cái đỉnh khác là vùng rơi khoảng 9.900, đúng không ạ? Sau đó chúng ta tiếp tục có một cái đỉnh khác là nó rơi vào về vùng tầm 9.700. Như vậy các bạn có thể thấy là các đỉnh sau đang dần dần là thấp hơn các đỉnh trước, và các đáy sau cũng như vậy. Đây là một điều tương đối nguy hiểm.
Bạn có thấy là các đáy được xác lập đã bắt đầu có cái xu hướng là càng về sau thì đáy đang bắt đầu càng thấp hơn, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy là đáy di chuyển cũng từ vùng 9.200 về vùng 9.100, sau đó về vùng 8.800. Đó, như vậy là chúng ta đang xuất hiện một cái bearish trong ngắn hạn, và nếu như cái bearish này tiếp tục duy trì và nó phá qua đường 8.700, khả năng cao chúng ta sẽ có một cái cây nến giảm tương đối sâu xuống cái về cái vùng tầm khoảng 8.000. Thì đây là cái điều các bạn lưu ý, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là xu hướng giảm đang là xu hướng bắt đầu chiếm ưu thế, và trên chặng ngắn hạn, trong short term thì thời gian tới sẽ là thời gian vô cùng nhạy cảm, và mình nghĩ rằng là các bạn nên cảnh giác. Mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại chưa nên quyết định là mua Bitcoin để hold, thời điểm này nó quá nhạy cảm. Còn đối với những các bạn nào mà chơi margin thì các bạn hãy có thể canh những cái lệnh short trong thời gian tới, nếu như mà nó rơi về dưới cái vùng 8.700 và 8.800 thì mình nghĩ rằng là nếu rơi xuống dưới vùng này thì khả năng cao chúng ta sẽ có những cây nến còn giảm sâu hơn nữa, khi mà chúng ta đã bắt đầu xuất hiện những cái mô hình những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thì lại thấp hơn đáy trước. Đây là một cái dấu hiệu không hề tốt một chút nào trên cái khung thời gian ngắn hạn của Bitcoin, và nó hoàn toàn có thể cho chúng ta những cái cây nến giảm trong thời gian tới nếu như chúng ta không có được những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Điều cần thiết của chúng ta bây giờ để mà duy trì được cái đà tăng trưởng là chúng ta sẽ phải có một cây nến cao hơn vùng tầm 9.700. Đó, chúng ta sẽ phải được bơm trên vùng 9.700 chúng ta bắt đầu mới có thể xuất hiện những cái dấu hiệu như thế này. Đó, nó sẽ có thể những cái dấu hiệu tăng lên tiếp. Còn nếu không mà chúng ta duy trì ở dưới cái vùng 9.700 và chúng ta tiếp tục có những cái đáy sau cao thấp hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì chúng ta sẽ đối mặt với cái xu hướng giảm giá trên khung thời gian là D1. Đó, thì để mà có thể cập nhật một cách chính xác và chi tiết nhất cách mà vào lệnh như thế nào trên cái khoảng thời gian nó rất là khó đánh như thế này thì các bạn hãy tham gia vào cái group của chúng ta. Hiện tại thì ở trên group thì mình cũng đã có cập nhật những cái chiến thuật rất là thường xuyên hàng ngày. Nếu như các bạn cảm thấy các bạn có thể follow được, các bạn có thể theo được thì các bạn có thể tham gia vào. Còn nếu như các bạn cảm thấy thời điểm này nó quá khó đánh thì các bạn có thể đánh demo, hoặc là các bạn có thể đánh với số vốn là nhỏ hơn, tùy các bạn. Đó, tùy về trình độ và khả năng của các bạn. Tuy nhiên thì mình sẽ có những cái chiến thuật rất là hợp lý, mình sẽ post lên để cho mọi người có thể tham khảo. Còn các bạn nếu có thể theo được thì các bạn hãy theo, còn nếu không thì các bạn cũng không cần phải cố trade trong cái giai đoạn này làm gì cả. Và trong cái giai đoạn mà Bitcoin thường thường sideways như thế này thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn với cả các altcoin, đặc biệt là trên các sàn, kể cả trên sàn exchange hay là trên trên những cái sàn margin thì altcoin trong những ngày qua có những cái sóng tăng trưởng vô cùng tốt để mà chúng ta có thể có được lợi nhuận. Đây chính là cái cơ hội cho chúng ta sau trong một tháng Bitcoin sideways thì altcoin sẽ có cái bước đi mình nghĩ rằng nó sẽ tăng trưởng rất là tốt, không chỉ là những cái altcoin top mà những cái altcoin nhỏ nó sẽ vẫn có cơ hội tăng trưởng rất là mạnh trong khoảng thời gian Bitcoin sideways như thế này. Và trong ngày hôm qua thì mình đã đăng một số những cái tín hiệu trade altcoin lên nhóm, và những cái tín hiệu này tương đối thành công. Vào chiều ngày hôm qua, tức là ngày 3 tháng 7 thì mình có nhìn được những cái xu hướng tăng của altcoin, và mình đã cho những anh em ở trong nhóm long những cái altcoin ví dụ như là ETH, LTC, EOS hoặc là ADA với cái số đòn bẩy là X10 hoặc là X25, và mình cũng đã có ghi khá là rõ ràng những cái điểm entry vào của từng cái altcoin một. Thì nếu như các bạn đã follow cái tín hiệu này ngày hôm qua thì các bạn sẽ có cái profit rất là tốt, đặc biệt là với cái đồng ADA. Đồng ADA là đồng mà ngày hôm qua cả nhóm đã ăn rất là nhiều. Mặc dù là mình đưa ra cái tín hiệu không phải là từ gốc, tuy nhiên thì ngày hôm qua mình cũng đã nhìn được những cái thời điểm mà ADA đã bắt đầu phá qua cái vùng hình tam giác và đi thẳng lên trên. Thì vào lúc tầm khoảng 4 giờ thì mình đã bắt đầu cho các anh em tín hiệu long những cái đồng altcoin như ETH, LTC, EOS hoặc là ADH hoặc là ADA, và đến khoảng 6 rưỡi, khoảng hơn một tiếng sau thì mình cho anh em cái điểm vào chính xác là vào cái vùng giá tầm khoảng 0,09470. Đây các bạn có thể thấy. Và sau đó thì ADA đã có một cú tăng rất là nhanh chóng và mạnh mẽ lên tới khoảng 8, gần 8% so với cái thời điểm mà mình post cái tín hiệu này. Thì nếu như các bạn mà đánh X10 thì các bạn ăn chọn cái sóng này đã được 80%. Đấy, các bạn nếu đánh X10, còn các bạn đánh cái đòn bẩy nó X25, X50 thì cái profit của bạn sẽ lớn hơn rất là nhiều.
Thì ngày hôm qua ADA là một trong những cái đồng coin mà mình cùng cả nhóm vào lệnh rất là thành công. Và ngoài ra thì còn có cả đồng EOS. Ngày hôm qua mình nghĩ rằng đồng EOS cũng khá là ổn. Khi mà mình cho các bạn đánh đồng EOS ở và cái điểm vào là 2.4 đô la, mình đăng vào lúc tầm khoảng 6 giờ tối ngày hôm qua, cùng thời điểm với cái thời điểm mà mình cho các bạn vào lệnh long ADA, thì sau đó đồng EOS cũng đã có một mức tăng trưởng cũng khá ổn, là khoảng hơn 2,3%. 2,3% có nghĩa là khi mà các bạn đánh đòn bẩy x10 thì các bạn cũng đã lãi được tầm 23% cho cái lệnh này. Thì mình nghĩ rằng đây cũng 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 là một cái lệnh tương đối tốt, và các bạn có thể thấy là trong ngày hôm nay EOS sẽ tiếp tục có những cái cú pump rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là trong thời điểm hiện tại, khi mà Bitcoin ít sóng thì altcoin có rất là nhiều sóng để chúng ta trade. Đó, thế thì thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng là thời điểm mà chúng ta trade altcoin sẽ có cái lợi nhuận tốt hơn so với trade ở Bitcoin, và vì thế các bạn nên cân nhắc cái việc trade altcoin nhiều hơn ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ chờ đợi Bitcoin có những con sóng lớn để chúng ta trade. Còn thời điểm hiện tại khi mà Bitcoin đi ngang rất là khó đánh thì altcoin sẽ là lựa chọn rất là tốt. Và có thể là kể cả ADA cũng đang bắt đầu có những cái sóng tăng tiếp tục, đúng không ạ? Và ADA thì ngày hôm nay mình tiếp tục lướt những cái lệnh ADA đó. ADA mình đã cho các bạn cái điểm vào vào lúc 2 giờ 46 chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay đó, và mình tiếp tục cho các bạn long ADA, và ADA hiện tại đang tăng trưởng rất là ok. Đó, các bạn có thể cân nhắc, nếu như các bạn vào theo cái lệnh này, các bạn có thể cân nhắc chốt lãi hoặc là nâng cái profit lên, đúng không ạ? Ok, trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục để ý những cái đồng altcoin, ví dụ như là đồng ETC cũng là cái đồng coin mà khi nó tăng trưởng hoặc là khi nó giảm điểm thì nó sẽ có những con sóng rất là mạnh để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận bên cạnh Bitcoin, đúng không ạ? Bitcoin thì thời điểm hiện tại chúng ta chơi cầm chừng, thì các bạn có thể thấy là cái sóng như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể đánh trong 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 ngắn hạn được, mọi sóng dao động quá thấp và nó sẽ rất là khó để chúng ta chơi. Thì thời điểm hiện tại chơi altcoin sẽ ổn hơn cho chúng ta, kể cả ETH. Có thể thấy ETH sóng cũng cũng tương đối là nhỏ trong trong ngày hôm nay, chỉ có trừ ngày hôm qua là trừ cái thời điểm là cuối tháng 6 thì ETH có cái cú vào lúc tầm khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua thì ETH có cái cú pump tương đối mạnh, còn chủ yếu thời điểm gian trong ngày là ETH nó sẽ sideways. Thế nên là những cái đồng coin như là EOS, như là ADA, ngoại như là ETC sẽ là những cái đồng coin mà chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh trong những cái ngày tới. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là thông tin sẽ mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy nhớ like, share và comment ở bên dưới cho mình biết. Và trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục có những cái video cập nhật tình hình các chart đồ thị của những cái đồng coin cho các bạn, để các bạn có thể có được những cái kế hoạch phù hợp nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.